4 huy chương vàng là kết quả xuất sắc Việt Nam giành được tại kỳ thi Olympic hóa học quốc tế 2020 được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đội tuyển gồm 4 thành viên: Lý Hải Đăng, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng; Phạm Trung Quốc Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An; Đàm Thị Minh Trang, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định; và Nguyễn Hoàng Dương, trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã giành những thứ hạng rất cao trong tổng số 231 thí sinh đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Nguyễn Hoàng Dương là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Vâng, và với những điểm số ở top đầu thì đội tuyển Olympic Hóa học Việt Nam đã xếp vị trí thứ 2 trong tổng số các đội thi từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, chỉ sau đội tuyển Hoa Kỳ thôi ạ. Và đây cũng là thành tích cao nhất trong lịch sử các kỳ tham dự Olympic Hóa học của Việt Nam từ trước tới nay. Và ngày hôm nay thì khách mời của Sống Mới sẽ là Nguyễn Hoàng Dương, thí sinh nhỏ tuổi nhất của đội tuyển. Và mời quý vị hãy cùng trò chuyện với cậu bé này với biên tập viên Minh Trang. Cuộc trò chuyện với một nhà vô địch hóa học quốc tế mà lại bắt đầu bằng một khúc nhạc piano có lẽ là rất nhiều người bất ngờ, phải không ạ? Và đây cũng chính là lời chào mà Nguyễn Hoàng Dương muốn gửi tới các khán giả của chương trình Sống Mới. Vâng, xin chào chị Phương Thanh và các khán giả chung quanh Sống Mới. Dương này, những cái giờ phút mà thả mình trong những cái khúc nhạc như thế này có phải là cách để em cân bằng bản thân hơn rồi thư giãn hơn sau một thời gian mà tập trung toàn tâm toàn lực cho kỳ thi Olympic hóa học quốc tế vừa rồi hay không? Vâng. Sau thời gian căng thẳng tập trung cùng đội tuyển Olympic thì đàn và chuyện chính là những người bạn tinh thần của em. Đàn giúp em phát triển về tư duy, luyện thành thục đôi tay và phát triển bán cầu não trái. Huy chương vàng có phải là mục tiêu mà Dương đặt ra cho mình ngay từ đầu khi mà đến với cuộc thi này hay không? Ngay từ đầu tham gia đội tuyển thì em đã biết đây là một kỳ thi rất khó bởi nó hội tụ những con người giỏi nhất trên tất cả quốc gia về môn hóa học. Nhưng thế nên là tất nhiên huy chương vàng là điều ai cũng muốn. Các thầy cô và em đều mong đợi huy chương vàng. Nhưng mà trước những đối thủ mạnh như vậy thì em chỉ biết tự nhắc bản thân là cố gắng hết sức. Nếu may mắn được tham dự kỳ thi ICHO tại Nhật thì em mong muốn mình sẽ cố gắng hết sức một lần nữa để có thể đưa thứ hạng của mình lên cao hơn. Dương là thành viên nhỏ tuổi nhất của đội tuyển Olympic hóa học quốc gia, trong khi là ba thành viên còn lại thì đều học lớp 12 rồi. Vậy thì Dương đã ôn luyện trau dồi và làm đầy cái vốn kiến thức của mình như thế nào để có thể tự tin và sẵn sàng cho kỳ thi này? Trong thời gian tập huấn thì các thầy cô, thứ đầu tiên là các thầy cô đã giúp đỡ em rất nhiều. Các thầy cô rất chịu khó tìm bài và sưu tầm các tài liệu để cho bọn em sử dụng và hướng dẫn bọn em cách học. Và thứ hai là em cũng học hỏi được rất nhiều từ các anh chị lớp 12, từ các kỹ năng đến các phương pháp làm bài giải hay, các anh chị đã giúp em rất nhiều. Năm nay thì do tình hình dịch bệnh cho nên là hình thức thi thì thay đổi. Thay vì là tổ chức thi tập trung các đội tuyển làm bài thi trực tuyến ngay tại đất nước của mình, vậy thì việc thi online như vậy nó có điều gì hạn chế việc thể hiện bản thân của các thành viên và các thí sinh trong cái kỳ thi này hay không? Cách thi trực tuyến này đã đưa lại cho bọn em một trải nghiệm mới mẻ. Bọn em được ngồi trong một căn phòng có 4 cái bàn cách xa nhau và bố trí camera ở hai bên để các thầy cô giám sát, và một camera chiếu trực tuyến đến ban giám khảo ở bên Thổ Nhĩ Kỳ để họ trực tiếp quan sát chúng ta. Kỳ thi online tổ chức không thể tổ chức thực hành cũng gây ra nhiều đáng tiếc. Bởi vì bọn em cũng đã chuẩn bị rất kỹ về môn thực hành. Không quá khi mà nhắc đến Dương là nhắc đến chàng trai của những giải thưởng với một cái thành tích rất là đáng tự hào. Tại sao em lại lựa chọn chuyển hướng sang môn hóa trong khi là ở toán học thì em cũng đã có những thành tích rất là triển vọng như vậy? Cho đến lớp 7 thì em vẫn
theo đuổi môn toán. Nhưng mà đến lớp 8 thì khi môn hóa xuất hiện, em được tiếp cận môn hóa thì em phát hiện ra nó là một môn rất hay. Hóa là một môn có liên kết với cả những bộ môn khoa học khác như là toán học, lý học. Em nghĩ em sẽ muốn theo đuổi những ngành liên quan đến hóa học, ví dụ như là y hoặc là dược. Đam mê những môn khoa học có những thành tích rất là cao ở môn hóa học và môn toán học. Dương nghĩ như thế nào khi mà mọi người cho rằng là một chàng trai như vậy thì chắc hẳn là sẽ khá là khô khan? Ngoài học tập thì và piano thì em cũng rất thích đọc sách. Ngoài ra em cũng rất đam mê các môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, cầu lông. Và nếu có dịp các bạn có mời thì em luôn sẵn sàng để ra trận. Đúng, cảm thấy bản thân mình cũng có một cái cuộc sống rồi, một cái những cái sở thích cá nhân rất là phong phú. Như cái gì đấy, trẻ tâm hồn nghệ thuật. Cũng thấy là mình có tâm hồn nghệ thuật. Dạ. Rất là tiếc khi mà hôm nay thì không thể mời Dương đến trực tiếp trường quay được. Tuy nhiên là ngay tại đây thì Dương có thể gửi tặng cho các khán giả của Sống Mới một khúc nhạc được chứ? Em rất sẵn lòng. Em muốn gửi tặng cho khán giả bài Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ để kỷ niệm một năm thi Thổ Nhĩ Kỳ thành công của đội tuyển Việt Nam. Trong một buổi sáng chủ nhật như thế này, sau khi nghe những cái thông tin về dịch bệnh, đã được lắng nghe tiếng đàn du dương của chàng trai là nhà vô địch Olympic hóa học trẻ thì thật là tuyệt vời phải không ạ? Cảm ơn Hoàng Dương và chị Minh Trang rất là nhiều. Chúc Hoàng Dương sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường theo đuổi học vấn của mình, và hy vọng là những bạn trẻ tài năng như vậy thì sẽ cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam. Bây giờ thì thời lượng của chương trình Sống Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào sáng chủ nhật tuần sau.